choáng ngợp với số tiền khổng lồ mà tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng đã đầu tư vào bóng đá Việt Nam. Không thường xuyên xuất hiện trên truyền thông với vai trò là ông bầu của bóng đá như bầu Đức, bầu Thắng, nhưng tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã được trang Hoa thống kê là ông bầu giàu nhất châu Á đang đầu tư vào lĩnh vực bóng đá. Theo đó, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã xây dựng trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF nhằm phát triển bóng đá trẻ ở Việt Nam. Bầu Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai sinh năm 1962, nổi tiếng là người đam mê bóng đá và được giới truyền thông thể thao gọi là Bầu Đức. Ông là một trong số ít ông bầu còn lại từ thời bóng đá Việt Nam chuyển mình lên chuyên cách đây 20 năm. Theo đó, thì từ năm 2001, Bầu Đức đã bỏ ra mỗi năm hơn 10 tỷ đồng đầu tư cho bóng đá khi ông bầu này tiếp quản đội bóng Gia Lai Kon Tum và đổi tên thành câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Năm 2002, ông đã đưa được chân sút số 1 Đông Nam Á Kia Tisak về đội bóng của mình. Ông ký hợp đồng khủng với danh thủ người Thái này trước sự bất ngờ của người hâm mộ Đông Nam Á. Nhờ đó, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã trở thành đội bóng chuyên nghiệp với 2 lần vô địch giải V-League, là một trong những đội dẫn đầu bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Năm 2007, ông thành lập học viện bóng đá mang tên Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal CMG để tuyển sinh và đào tạo cầu thủ trẻ. Mô hình của học viện cầu thủ Arsenal với vốn đầu tư hơn 120 tỷ đồng. Đây là nơi đã ươm mầm tài năng của các cầu thủ trẻ như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh và Văn Thanh. Được biết, trong danh sách các cầu thủ tham dự giải AFF Cup 2018 vừa qua, có 4 cái tên đến từ câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức: Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn và Hồng Duy. Năm 2011, ông cùng với các doanh nhân làm bóng đá khác là Võ Quốc Thắng, Nguyễn Đức Kiên, Bầu Kiên đã vạch ra ý tưởng và thành lập công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, một doanh nghiệp chuyên điều hành giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Cũng trong năm 2011, ông đã được WeSweat đánh giá là một trong 30 doanh nhân quyền lực nhất của Đông Nam Á. Ông Đoàn Nguyên Đức cũng chính là người 3 lần sang Hàn Quốc mời huấn luyện viên Park Hang-seo về Việt Nam. Đến tháng 10 năm 2017, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chính thức nhận lời tiếp quản vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Việt Nam với một bản hợp đồng có thời hạn là 2 năm. Theo hợp đồng ký kết với VFF, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ nhận mức lương khoảng 20.000 USD trên một tháng, kèm theo đó là các chi phí phát sinh, ăn ở, đi lại. Bầu Đức cũng chính là người trả tiền lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo, mặc dù Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai do ông Đoàn Nguyên Đức làm chủ tịch hội đồng quản trị đang rơi vào cảnh thua lỗ và nợ nần. Cũng trong khoảng thời gian 11 năm kể từ khi bén duyên với bóng đá, định hướng kinh doanh của Bầu Đức đã liên tục thay đổi. Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai từ đầu tư trọng tâm vào bất động sản giai đoạn năm 2009-2012 sang mé đường giai đoạn năm 2013-2014, sau đó là đến đàn bò vào năm 2015-2016 và mới nhất là mảng kinh doanh cây ăn trái. Còn Bầu Đức, từ vị trí của người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, tới nay đã không còn xuất hiện trong top 10 do tài sản chứng khoán của ông đã bốc hơi hàng nghìn tỷ đồng trong những năm qua. Sau vị trí Á quân tại giải U23 châu Á năm 2018, vị trí thứ tư tại ASEAN năm 2018, đội tuyển Việt Nam cũng đã chính thức giành cúp vô địch AFF Cup 2018. Và đương nhiên trong đó, sự đóng góp âm thầm của Bầu Đức. Nhiều người cho rằng nếu như không có Bầu Đức sẽ không có ông Park Hang-seo, không có huấn luyện viên Park Hang-seo thì bóng đá Việt Nam có thể đã không có một năm 2018 thành công. Doanh nhân giàu nhất châu Á Phạm Nhật Vượng. Theo thống kê của trang web về những ông chủ người châu Á giàu có nhất đang đầu tư vào lĩnh vực bóng đá, có một đại diện của Việt Nam góp mặt trong danh sách. Không phải là những cái tên thường xuất hiện trên mặt báo như là ông Đoàn Nguyên Đức của Hoàng Anh Gia Lai hay là ông Đỗ Quang Hiền của đội bóng đương kim vô địch V-League năm 2018, câu lạc bộ Hà Nội, mà lần này là tỷ phú Phạm Nhật Vượng, ông chủ của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Trong bản danh sách này có rất nhiều các tỷ phú đang sở hữu các câu lạc bộ danh tiếng của châu Âu như là Man City, Inter Milan, Leicester City, Everton hay là Cardiff City. Tuy có sự khác biệt so với những ông chủ của đội bóng khác, tỷ phú Phạm Nhật Vượng không đầu tư vào một câu lạc bộ cụ thể mà lại quyết định dồn lực đầu tư và phát triển bóng đá trẻ ở Việt Nam. Ngoài ra, tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính là người đứng sau chiến công lịch sử của U19 Việt Nam thông qua cái tên PVF. PVF là quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá trẻ Việt Nam
một tổ chức phi chính phủ, hoạt động phi lợi nhuận. Quỹ này được sáng lập và đóng góp vốn bởi 3 thành viên thuộc tập đoàn Vingroup, gồm Quỹ Thiện Tâm, đóng góp 80%, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại, PFV 10% và Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Vinpearl 10%. Giới chuyên gia nhận định, việc đầu tư phát triển bóng đá trẻ là một bước đi khôn ngoan của tỷ phú gốc Hà Tĩnh. Mặc dù mới tham gia vào hoạt động đầu tư phát triển bóng đá chưa lâu, nhưng tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup, đã lọt vào top những doanh nhân giàu có nhất châu Á để sánh bước với ông chủ của Man City. Không chỉ vậy, chiến dịch định vị thương hiệu của tỷ phú USD Phạm Nhật Vượng còn được thể hiện rầm rộ trong nhiều tháng qua. Với VinFast tại Paris Motor Show năm 2018 hồi tháng 10, xe máy điện Clara và mới đây nhất là V-Smart của tỷ phú này cũng đã ra mắt 4 mẫu điện thoại thông minh với giá là 2,5 triệu đồng đến 7 triệu đồng. Hiện tại thì ông Phạm Nhật Vượng vẫn đứng đầu danh sách tỷ phú USD tại Việt Nam do Forbes công bố với tổng tài sản là 190.000 tỷ đồng, tương đương trên 8,1 tỷ USD nếu như tính theo giá trị cổ phiếu VIC ở thời điểm hiện tại. Chuyện tình bầu thắng và bóng đá Long An. Mối lương duyên với bóng đá của Võ Quốc Thắng, bầu thắng, chủ tịch hội đồng quản trị Đồng Tâm Group được bắt đầu từ năm 1998. Đây cũng là thời điểm mà đội tuyển Việt Nam bước vào thời kỳ Tiger Cup, bây giờ là AFF Cup lịch sử. Đến năm 2000, bầu thắng đầu tư vào bóng đá Long An, đội bóng mang mô hình doanh nghiệp với tên gạch Đồng Tâm Long An đã nhanh chóng tạo được tiếng vang. Và điểm sáng lớn nhất chính là việc bầu thắng đã đưa huấn luyện viên Calisto về dẫn dắt đội bóng, mở ra kỷ nguyên lịch sử cho bóng đá Long An. Đỉnh cao của bóng đá Long An chính là hai chức vô địch V-League liên tiếp vào các năm 2005, năm 2006. Một giai đoạn được xem là hoàng kim của bóng đá Long An. Bầu thắng đã tạo ra một thế lực lớn cho bóng đá Việt Nam, đối chọi với phần còn lại của Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức. Sau giai đoạn đó, bóng đá Long An rơi vào giai đoạn thoái trào khi hàng loạt các công thần đã tháo chạy. Bóng đá Long An đã chấm dứt cả một thập kỷ với một đế chế ở V-League. Bầu thắng chuyển sang làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty VPF. Rất mối lương duyên với bóng đá Long An. Tuy nhiên cho đến nay, bầu thắng cũng đã chính thức rút khỏi VPF. Cũng trong giai đoạn này, sự nghiệp của bầu thắng đã có một sự thay đổi lớn khi ông rút khỏi hội đồng quản trị Kelocbank để đảm nhận chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị Đồng Tâm Group vào tháng 4 vừa qua. Theo báo cáo tài chính năm 2017, Đồng Tâm Group có vốn sở hữu là 1.250 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận gộp xấp xỉ là 516 tỷ đồng. Bầu Hiển, công dân Việt Nam ưu tú. Vào bóng đá muộn hơn so với Bầu Đức, ông Đỗ Quang Hiển, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn T&T đã từng chia sẻ: "Giấc mơ của tôi là xây dựng một câu lạc bộ có bản sắc, truyền thống và có thể dùng bóng đá, nuôi bóng đá, chứ không phụ thuộc vào túi tiền của tôi." Năm 2006, Bầu Hiển thành lập câu lạc bộ bóng đá T&T Hà Nội và mời cựu danh thủ thể công Triệu Quang Hà về làm huấn luyện viên. Chỉ sau 3 năm thành lập, câu lạc bộ này đã lên hạng 3, từ hạng 3 lên hạng chuyên nghiệp và giành quyền thi đấu tại V-League từ năm 2009 trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người. Năm 2011, Hà Nội T&T đạt chức vô địch V-League đầu tiên dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Suốt quá trình trưởng thành, ông Hiển gắn bó với câu lạc bộ Hà Nội T&T với hình ảnh như một ông bầu chịu chi, có thể móc túi tiền thưởng cho các cầu thủ ngay trên sân cỏ sau một trận đấu. Ngoài 4 cái tên của đội tuyển Hoàng Anh Gia Lai, còn có 7 cầu thủ Hà Nội T&T góp mặt trong thành phần đội tuyển quốc gia tham dự AFF Cup, bao gồm Văn Quyết, Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Quy, Văn Hậu, Đình Trọng và Hồng Dũng. Năm 2018, Bầu Hiển được vinh danh là một trong 10 công dân thủ đô ưu tú năm 2018. Ngoài vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn T&T, Bầu Hiển hiện còn là chủ tịch hội đồng quản trị SHB, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Hà Nội, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần bệnh viện giao thông vận tải, chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty cổ phần bảo hiểm Sài Gòn Hà Nội. Với T&T Group, sau 25 năm thành lập, tổng tài sản của tập đoàn T&T Group đã đạt hơn 35.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng. Trong khi đó thì SHB của ông bầu này tính đến quý 3 năm 2018 cũng có tổng tài sản xấp xỉ là 299.700 tỷ đồng, tăng 4,79% so với đầu năm. Ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn FLC Group.
sở hữu câu lạc bộ bóng đá FLC Thanh Hóa. Năm 2010, bóng đá Thanh Hóa đã có bước phát triển lớn khi mà Tổng Công ty Cổ phần Bóng đá Thanh Hóa ra đời với đội bóng mang tên Câu lạc bộ chuyên nghiệp Lam Sơn Thanh Hóa. Vào tháng 6 năm 2015, tập đoàn FLC đã chính thức tiếp nhận Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa từ Công ty Cổ phần Bóng đá Thanh Hóa. Theo đó, toàn bộ nhân sự bao gồm cán bộ, công nhân viên, người lao động, huấn luyện viên, cầu thủ đội 1, các đội bóng trẻ trực thuộc câu lạc bộ, ban huấn luyện các đội bóng cũng như là toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất thuộc quyền quản lý của câu lạc bộ như trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, sân vận động được bàn giao nguyên trạng về tập đoàn FLC. Ngay sau đó thì tập đoàn FLC làm lễ ra mắt chính thức sử dụng tên gọi mới, câu lạc bộ FLC Thanh Hóa. Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành là ông Doãn Văn Phương, cánh tay nối dài của ông chủ tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết. Trong đội hình đội tuyển Việt Nam tham dự giải đấu lần này có sự góp mặt của 3 cầu thủ đến từ câu lạc bộ FLC Thanh Hóa, thủ môn Bùi Tiến Dũng, Trọng Hoàng và Xuân Hưng. Tuy nhiên thì năm 2016, theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FLC đã thông qua quyết định thoái vốn tại công ty cổ phần bóng đá FLC Thanh Hóa. Cách đây một tháng, chủ tịch tập đoàn FLC, ông Trịnh Văn Quyết đã xác nhận ngừng việc đầu tư cho bóng đá xứ Thanh và sẽ sớm bàn giao lại đội bóng về cho địa phương quản lý. Trước đó, FLC đã có 3 lần gửi công văn đề nghị dừng tài trợ cho đội bóng xứ Thanh. Bầu Quyết đưa ra hai nguyên nhân dẫn đến quyết định chia tay bóng đá Thanh Hóa. Lý do đầu tiên là việc tập đoàn FLC không tạo được điều kiện và gặp nhiều khó khăn trong hoạt động đầu tư vào câu lạc bộ FLC Thanh Hóa. Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng những đóng góp của FLC cho bóng đá không được người dân địa phương ghi nhận. Điều này làm ảnh hưởng tới hình ảnh và thương hiệu của FLC. 9 tháng đầu năm, lợi nhuận ròng của FLC Faros của ông Trịnh Văn Quyết chưa bằng 50% so với cùng kỳ và chỉ bằng 1/4 mục tiêu kế hoạch đầu năm. Trong bối cảnh này, giá cổ phiếu ROS của FLC cũng liên tục mò đáy. Đà giảm của ROS khiến cho ông Trịnh Văn Quyết từ người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với khối tài sản trên 60.000 tỷ đồng tài khoản chứng khoán. Này đã tụt xuống vị trí thứ 5 trong danh sách này với khối tài sản chưa tới 15.000 tỷ đồng sở hữu. Mới đây, tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết đã chính thức ra mắt hãng hàng không Bamboo Airways.